Ok, tiếp bài trước, mình còn cái time picker và dialog à và date picker. Đấy, thì time picker này nó dạng như này, ví dụ như là cái ứng dụng mà cái ứng dụng đặt đồng hồ báo thức của mình ấy, được chưa? Ví dụ mình kích vào đây này. Hiện ra cái dialog. Đấy, dialog. Đấy, dialog. Để chọn giờ. Chưa? Đấy, hiện ra cái dialog để chọn giờ. Đó, ấn ok này. Đấy, thì nó xét giờ ra đấy. Đấy, cái thứ hai nữa đấy là cái date picker đổi ngày này. Đấy, nó sổ ra cái dialog. Ấn vào đây đổi năm này. Đấy, chọn ngày này. Cuộn được rồi. Được chưa? Nó là cái date picker nhưng mà dưới dạng dialog. Đấy, nó là time picker nhưng mà dưới dạng dialog. Đấy. Ok. Được chưa? Cái time picker mà ở cái ví dụ trước mình demo ấy là nó dạng inline nha. Đấy, nó cùng với cả cái activity. Được chưa? Nhưng mà thường cái giao diện của mình ấy nó rất là bé. Mình không thể nhét cả cái picker to đùng này vào chung với cả các cái view khác được, đúng không? Chính vì thế nên mình mới phải chuyển sang dưới dạng là dialog. Đấy, chuyển sang dưới dạng dialog thì nó pop up lên. Thì mình có nhiều chỗ để hiển thị hơn. Đấy, thế cho nên vì sao mình mới phải dùng dialog. Được chưa? Rồi ok, tiếp tục cái bài 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 này. Nó S này. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm một cái nút nữa là chọn giờ mới là chọn ngày ở đây. Add new contact. Chưa cần phải 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 code theo đâu nhé. Đây chỉ là demo thôi. Mình quay video về nhà các bạn sẽ tự xem. Button này. À thôi, vừa rồi có tech view đúng không? Thì về tech view đi. Nó không ảnh hưởng gì cả. Grab content này. Tech này. Giả sử là để gạch 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 này. Gạch 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 này. Đấy, đây giờ chưa chọn này. Text style. Bold này. Text size 20s 30 SP đi. Được chưa? 30 SP. Margin top 10 SP đi cho cách giảm tí. Rồi ok, đặt ID này. Take view time. Đấy. Bây giờ mình xử lý cái sự kiện kia một kích vào cái này thì hiển thị ra cái time picker. Đấy. Khai báo text view time. Máy mình lag quá. Rồi, text view time. File view by đi. Text view time. Chưa? Sau đó bạn set sự kiện on click nó như bình thường thôi. Cái này mình nghịch từ trước. Take view time set on click listener. Đó. Thì bây giờ mình mở cái time picker dialog lên. Đấy, nó time picker này là cái view mà bạn để cùng với cả activity được, cùng layout được. Được chưa? Còn nó time picker dialog là nó pop up lên một cái dialog. Time picker dialog bằng new này. Tham số thứ nhất là context này thì truyền activity vào là add new context.zip. Đấy. Tiếp theo đấy là sự kiện, cứ để null đi. Sự kiện khi mà chọn giờ để mặc định ban đầu cứ để nó 8 giờ. Phút là 20 phút. Có hiển thị dưới dạng 24 giờ không? Để true. Là nó dưới dạng 24 giờ. Ở đây set sự kiện này. On time set listener này. Đấy, sự kiện khi mà mình set time ấy. Chưa? Bây giờ take, đây là string time sẽ bằng how of day cộng với hai chấm cộng với min, nối chuỗi thôi, nối cái giờ mà mình chọn với cái phút. Đấy, take view time set take là time
Rồi, chạy thử. À, chưa show nhỉ? Time show. Đấy, ấn show. Như show dialog quá. Có cái hàm show của dialog. Chạy thử nhá. Rồi, ấn vào add này. Bây giờ ấn vào đây này. Đó. 8:20. Hiển thị cái đồng hồ dưới dạng 24 giờ đây này. Đấy, để chọn này. 11 giờ này. 35 này. Ấn ok nhá. Được chưa? Ấn vào đây tiếp này. 7 giờ này. 5 này. Ok, chẳng qua là không có dấu không thôi. Thì bạn xử lý thêm trường hợp nếu mà nó nhỏ hơn 10 ấy, thì cộng thêm số 0 đằng trước. Đấy. 20 giờ 35 này. Được chưa? Đấy, đấy là time picker dialog. Sang đến tiếp theo là day picker, à date picker. Date view. Date take nó là gì nhỉ? Sạc sạc này, sạc sạc sạc, đây là 5 này, 4 số này, được chưa? Take style bold này, take size để 30 sp này. Được chưa? Để kích vào đây nhé. Đấy, sổ ra cái dialog. Take view date. Rồi. Bắt sự kiện cho nó. Mình tương tự date picker là date picker dialog. Đấy. New truyền vào activity. Sự kiện xử lý nó cứ để null đấy. Năm này, 2016 này. Ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3 này. Đấy. Xong ở đây để nó show đi, date picker dialog show đi. Đấy là nó hiển thị. Bây giờ xử lý cái sự kiện khi mà chọn ngày, new. Đấy, on date set listener. Đấy, sự kiện khi mà set, khi mà chọn ngày ấy. Chưa? Nó trả về năm này, tháng này, ngày này. String date sẽ bằng day of month này cộng với month of year này cộng với year này, nối chuỗi thôi. Sau đó set text, date set text. Được chưa? Chạy thử nhé. Ấn F này. Nào, ấn vào đây nhé. Ấn vào này. Được chưa? Đúng ngày mùng 3 tháng 9. Chọn 5 đi. 2012 17. Chọn ngày 17 tháng 9. Đó. 5 này, 2015 này. Ngày 29 tháng 3 này. Ok. Mùng 10 tháng 10 đấy.
À, October. Từ từ, đây là rồi, calendar. Nó là đánh số từ 0. October tháng 10 đúng nhỉ? Ừ, đúng rồi, tháng 10. Nó phải cộng 1 lên. Cái này nó hơi đặc thù một tí. Cái tháng mà nó sẽ trả về là nó bị thiếu. Do cái calendar này này. Về sau mình việc có cái calendar. Đây này. Thằng calendar này là trả về ngày hiện tại này. Thì mà khi mà em get get cái ngày hiện tại của nó ấy, à get tháng hiện tại của nó ấy. Month. Đấy. Thì nó lại bắt đầu từ 0 cơ. Tháng bắt đầu từ 0 chứ không phải từ 1. Thì chưa? Thế cho nên là mình phải cộng thêm 1. Nó đặc biệt chỗ đấy. Chạy thử nhé. Month of year. Ừ đúng, trả về tháng 10. Rồi. 9. Từ từ, chết rồi. Tháng 10 này. Chưa? 26 tháng 10 này. Ở đây mình set là tháng 9 thì nó sẽ hiểu tháng 10. 9 ở đây này, cái thằng tháng này nó sẽ bắt đầu từ 0 cho đến 11. Nó đánh số như kiểu index ấy. Chứ nó không bắt đầu từ 1 đến 12 đâu. Đấy, nó khác nhau đấy. Được chưa? Quên mất cái điểm lưu ý này. Rồi.